mà mình ăn cái kiểu gì mà mua mấy chục ký đây cho cái bao nhiêu người khác, người ta không có cua về. Như nãy tôi phải trang sẻ cho cái cô kia hai con, thấy không, để cho cổ thấy thì số cái cổ tới 20 mấy, mà ông nào đấy mua quá nhiều thành ra là cổ nghĩ thôi chờ nữa không có cua cổ đi về sớm. Vâng, chào các bạn, hôm nay thì tôi đã đến hẻm 565 Nguyễn Trãi. Và hôm nay thì cua dì Ba đã có một cái băng rôn mới. Cua dì Ba, cua dì Ba 33 năm kinh nghiệm. Cua gạch, cua thịt, cua cốm, bao ăn 100%, đổi cua học hoàn tiền. Nhiều người thắc mắc là không có cái địa chỉ của dì Ba thì đây. Đây là địa chỉ của dì Ba. Điểm bán cua của dì Ba thì ở hẻm 565 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5. Một cái bảng mới rất là đẹp. Vâng, mâm cua vừa ra thì ngay lập tức thì có rất là nhiều người đã lại mông cua để chuẩn bị lấy cua. Hôm nay thì hình như là lượng cua có phải nhiều hơn mọi ngày các bạn, và còn một đợt nữa. Đây là đợt đầu tiên. Này có nhiều người ăn cua ngon, có nhiều người cũng tò mò đến đó rồi. Em thấy nhiều người không biết anh là tìm cái gì mua gì. Vâng, một anh bảo vệ dân phố mua 1.620.000 tiền cua. Vâng, lượng khách đến với cua dì Ba những cái ngày thường thì nó cũng rất là đông. Ngày trước thì chỉ có chủ nhật với thứ bảy mới là những cái ngày đông thôi, còn hôm nay thì là ngày thứ ba nhưng mà cũng rất là đông các bạn. Đây các bạn có thể coi, đây, rất là đông. Vâng, nhiều người có tâm lý là đến ủng hộ cua dì Ba. Tuy nhiên mà một số người thì mua nhiều quá khiến cho những cái người mà mua chưa mua được hoặc là mua ít thì họ cảm thấy bức xúc. Theo chú thì mỗi người mua ít thôi hả chú? Đúng rồi. Cua mình mua ít để cho trang trải cho nhiều người, để thỏa mãn người ta, chứ mình có tiền mình mua là mấy chục ký vậy rồi hết cua, người khác là không có cua về. Đúng không? Chú á, giàu có tiền thì thẳng ra giữa Úc kẹt mua luôn đi. Có tiền mà không biết, có tiền mà không biết cách xài tiền như vậy là kêu là thất đức đó. Thấy không? Bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu người ta chờ, người ta không mua, người ta thất vọng. Mua ít thôi, còn mình có tiền, mình giàu không biết xài tiền, đi giao lại cho giữa Úc kẹt có phải mua. Hôm nay là chú tới đây là chú tính là mua mấy cái cua ủng hộ dì Ba chú? Không, thật ra là tôi cũng đi coi tìm hiểu cái vấn đề, theo tôi suy nghĩ là nguyên nhân tại sao mà mua dì Ba là cái phong trào. Thực sự đây là dì Ba đang mở màn cho một cái là làm ăn đàng hoàng, không làm ăn có chất lượng, làm ăn có uy tín. Thì sẵn đây nhiều người khác trong ngành hay là những người buôn bán mình Việt Nam mình cũng nên suy nghĩ lại một chút là mình làm sao để cho cái người tiêu dùng người ta có niềm tin. Thật sự chị Ba đang làm một cái điều rất là tốt, là gây được cái niềm tin cho mọi người. Thấy không, là vừa kinh nghiệm nghề nghiệp và bán cua không có dây luộc rồi, giá cả nếu tính ra là không mắc. Chúng tôi đi ra chợ tôi mua một ký khoảng 500.000 cua gạch, con dây bự chà bá là bắt đi cua tích 20% rồi luộc ra rồi mất nước nữa. Thấy không, trong khi chị Ba ăn có 600 bao nhiêu tôi không biết, tôi quên rồi, thì không có mắc. Mà
vấn đề mắc rẻ là một phần, mà cái tâm lý của mình khi mình ăn cái món hàng mà mình thấy không thấy bị gạt là mình thấy vui rồi. Mà mình ăn mà vừa thấy bị gạt, mình thấy không có thoải mái, phải không? Thì tại sao mình sống một cái xã hội mà mình phải đề phòng, lúc nào cũng đề phòng hết như vậy? Thì dì Ba đang làm một cái phát xuống đầu tiên cho cái vấn đề là làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Thế tôi là vậy, thì nếu mà có cái gì đó thì mọi người góp ý theo cái tiếp cận của tôi nhìn là như vậy, thì mấy em biết có đồng ý như vậy rồi, không? Rồi, cảm ơn chú. Chú góp ý thêm về cái vấn đề mà mua nhiều cua như thế nào? Còn như mua nhiều cua đó, là tại vì á, dĩ nhiên xã hội nó có nhiều người giàu, nghèo. Nó phải là tôi không có tiền, nhưng mà ngược lại khi mình ra đây một chỗ mình thấy đông người quá như vậy là mình biết cái số lượng cua đó là nó không có đủ, phải không? Dì Ba cũng là một người buôn quán nhỏ thôi, chứ không phải là dựa hay là không phải là có số lượng dồi dào. Dì luộc ở nhà thằng tiểu luộc đâu mấy mâm, 60-70kg, 70-70kg gì đó, thì số lượng có mỗi gần mỗi ngày đùng phát mỗi ngày đây, dì Ba cũng tiên lượng là ví dụ như 70-80kg đi, ông nào đó mà hổm ra mua hơi là mấy chục ký, ví dụ như vậy đi, thì là làm thất vọng cho bao nhiêu người, người ta không có cua. Thì cái điều đó là cái điều không nên. Mình có tiền nó không phải là cái cua mà phải có cua máy được, mà không phải là không phải một chỗ này bán cua nhiều, chỗ bán cua khác. Tôi nói thí dụ như mình có tiền đi là mình không có đầu óc, mình tại sao không đây lại thẳng cái dựa cua như chỗ vừa Ba đang mua là dựa cua Út Kiệt đó, nhắc một điện thoại lên tôi muốn 100kg cung cấp, nó luộc nó ra giao tận nơi luôn, ăn vậy mình là không ai trách mình hết. Còn mình ăn cái kiểu gì mà mua mấy chục ký đây cho cái bao nhiêu người khác, người ta không có cua về. Như nãy tôi phải trang trẻ cho cái cô kia hai con, thấy không, để cho cổ thấy thì số cái cổ tới 20 mấy, mà ông nào đấy mua quá nhiều, thành ra là cổ nghĩ thôi chờ nữa không có cua cổ đi về sớm, tội nghiệp người ta, thấy không? Thành ra là mình cũng nên điều hành lại là phát phiếu số lượng mình định ra đi. Mình là ban tổ chức, ngày mình bán được ví dụ như là bao nhiêu ký đó, mình tính ra bao nhiêu số, trung bình một người mua là 2kg hay là 3kg, mình dơn lên số phiếu và mình phát hết rồi thông báo hết, người ta đi về, người ta không phải chờ. Còn những người có số người ta chờ mà người ta không biết người ta có được còn cua để người ta mua hay không. Mình làm như vậy là ác, phải không? Cái tâm mình vậy là không tốt, mình thiếu cái tổ chức. Thành ra là mình phải tổ chức lại làm sao để cho nó tốt hơn, phải không, cho nó văn minh hơn một chút xíu. Và nhất là vấn đề hiện nay cua mình đang có số lượng có hạn đó, thì nên hạn chế cái vấn đề bán cua nhiều. Còn nếu bán người ta đặt hàng muốn mua cua nhiều thì đặt hàng giao chỗ khác, đừng để làm hoang mang những người mà cái tình cảm của người ta tới đây, người ta bỏ thời gian công sức tới đây rồi, người ta thấy người ta hồi hộp, nhìn cái hàng quá trời là đông luôn, phải không, là người ta thấy thất vọng là không biết cua người ta có thể còn mua được không. Mua một cái cua này tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ, mà tôi đã một lần đi hết số rồi, lần này là lần đầu tiên tôi mua được cua, phải không? Còn bao nhiêu người ta đang thất vọng nữa, đa số là người ta tò mò, đa số là người ta cũng muốn ủng hộ, mà tới như vậy thì người ta thất vọng. Mình làm sao mình duy trì được cái sự mua bán này cho nó hài hòa mà nó kéo dài được hơn, chứ hầu như là những người khách mới không, mà người tới như vậy thì dần thì người ta cũng sẽ đi. Hay là cái phong trào này mà không có tổ chức đàng hoàng lại thì cái phong trào này nó có thể nó bị sẹp, phải không? Thì tôi đề nghị là mình nên rút kinh nghiệm một cái gì đó để mà tổ chức lại cho nó tốt hơn. Đó là những gì về cái vâng, ý kiến của khách hàng lúc nãy cũng là một cái điều mà để cho nhiều người suy nghĩ. Bởi vì cái việc ủng hộ cua cho dì Ba thì chính vì việc mà ủng hộ cho dì Ba thì nhiều người đã cất đường xa lặn lội đến đây để mua cua. Tuy nhiên thì nhiều người đã phải thất vọng đi về thì vì không mua được cua. Lý do là cũng nhiều người mua trước thì mua nhiều quá khiến cho không còn cua để cho những người ở xa đến là họ ủng hộ. Nên đây cũng là một cái điều mà rất là đáng cân nhắc và rất là đáng là suy ngẫm. Khi mà chúng ta đến ủng hộ cho cua dì Ba thì mỗi người mua vừa đủ thôi, để cho những người sau còn người ta còn tiếp tục mua và đến ủng hộ. Và khi mà đến mua như vậy thì người ta sẽ cảm thấy có động lực hơn các bạn, có động lực hơn để ủng hộ dì Ba. Chứ còn nếu mà đến nhiều lần quá mà không mua được cua thì rất là buồn và rất là thất vọng, và đôi khi là họ sẽ không quay lại nữa. Nói chung là thấy dì Ba hiện là dễ thương. Mình cua thì ở đâu cũng có bán, nhưng mà tại sao mình qua đây, xa xôi mình qua đây, chủ yếu là ủng hộ dì Ba. Cảm ơn chị nhiều. Có cô mua lên mấy lần rồi cô? Cô lên lần thứ 2. Lần thứ 2. Lấy số 2 đấy. Đi lúc 8 giờ sáng. À, đi lúc 8 giờ sáng giờ. Trước cô tới rồi. Có đi trước còn ngồi chờ trong kia chờ mãi được. Mà nhà cô ở quận mấy cơ? Quận Bình Thạnh ạ. Dạ.
Dạ, có hôm nay cô mua được bao được nhiều không? Cô mua 4 con, có cốm 9 thì có cốm. À. Dạ, vâng cảm ơn cô. Cô này mua 4 con nhưng mà chỉ có cua hôm nay chỉ có cua thịt thôi cô. Dạ. Dạ, cô này thích mua cua cốm nhưng mà hôm nay không có cua cốm các bạn. Vâng, một số bạn nhỏ thì cũng đi theo ba mẹ để đi mua cua. Các bạn nhỏ thì cũng đợi ba cùng ba mẹ đợi dì ba ra để mua cua các bạn. Vâng, dì ba ra rồi các bạn. Vâng, hôm nay có 70 chị cua mà bán gần hết rồi các bạn. Có ghi không chị ơi, hay là bán con thôi? Để chị ba đặt con cái chị ba. Để ba lựa cho con nghe. Chị ba ơi, chị tính được chưa? Con thịt đó, tính tiền rồi chị ba. Tính tiền rồi nha chị ba đừng có tính nữa. Cái này cũng cho con. Cô thịt này ngon nè. Đây là con mua tự do hay là gì ba bán? Hết phiếu chưa? Em ăn mua cốm đó mua ăn. Cốm ăn ngon cực kỳ. Đó là mất tiền. Ăn ngon bụng này như vậy trơn á. Lấy thêm con nữa đi. Đây là một con cua thịt được đặt tại chỗ các bạn. Trời ơi, cốm rất là ngon. Đây cắt đi để em cắt cho anh. Em sao biết đâu. Đây ngon cốm này. Đây. Ờ, cốm bán nó 2 triệu. Cốm mà 2 triệu thôi. Cốm mà một con mà ăn cái gì? Điệp, 2 triệu. Đây có anh này mua lên thợ. Cũng 100 ngàn hả? Cái này tới mua. Ờ, rồi đi. 465 ngàn. 465 ngàn. Vâng, đây là con cua cốm các bạn. Con cua cốm này thì có giá 1 triệu 1 ký. 1 triệu 1 ký cua cốm đây. Cốm rất là mềm. Cua cốm mẹ. Cua này là gọi là cua hai da các bạn. Ăn được tất cả luôn. Tên nó từ nào của đấy là gì? Rồi, tiền không ha. Cái này có bù bữa chưa? À, đào đã. 573. 573 ngàn. Còn luôn, rồi đây. Một con nó mới thấy không? Rồi cua đứng ngắt mà lấy một cặp. Rồi, rồi. Dì ba hôm qua bị té thì hôm nay sao rồi dì ba? Sao được rồi? Dạ. Chân vẫn khỏe không gì? Ừ. Nóng hôm nay thì chị ba đi lại bình thường rồi các bạn. Phần dưới có thiệt có.